Bài tập số 1 yêu cầu điền số vào chỗ chấm. Rõ ràng với bài này chúng mình đã sử dụng đơn vị đo khối lượng. Tại sao vậy? Ở đây là đơn vị tấn chuyển sang kg, rồi đơn vị kg chuyển sang tạ, chuyển sang tấn, rồi từ gam lại chuyển sang tạ. Từ gam chuyển sang kg. Tất cả những cái đơn vị đo đó đều gọi là đơn vị đo khối lượng, và chúng mình cùng lần lượt xem những phép tính mà chúng mình cần phải thực hiện đổi là những phép tính nào. Cô giáo đọc: 47 tấn bằng chấm chấm kg, 5.500 gram bằng chấm chấm kg chấm chấm gram, 8.760 kg bằng bao nhiêu tạ và bằng bao nhiêu kg, 7 kg 5 gram bằng chấm chấm gram, 4.568 kg bằng bao nhiêu tấn và bằng bao nhiêu kg, 456 kg thì được bao nhiêu tạ và còn thừa bao nhiêu kg. Muốn làm được bài này, cô trò mình lại phải ôn lại bảng đơn vị đo một chút nhá. Bây giờ các con cùng nhìn lên trên bảng và cho cô biết là đơn vị đo khối lượng lớn nhất hiện nay người ta ghi là gì nào? Đơn vị đo khối lượng lớn nhất chính là đơn vị tấn. Sau tấn sẽ là tạ. Sau tạ là yến. Nhỏ hơn yến sẽ là đơn vị kg. Nhỏ hơn kg sẽ có những đơn vị sau. Đó là hectogram, decagram. Và cuối cùng là gram.